Hello, xin chào cả đại gia đình. Mình xin chia sẻ đến cả nhà câu intro đơn giản, điệu bolero, tông rê thứ qua bài Một Người Đi, sáng tác của nhạc sĩ Mai Châu. Tông rê thứ thì nó có một nốt dáng, đó là nốt si dáng. Và qua điệp khúc thì nó chuyển qua hai thăng rê trưởng, đó là nốt pha thăng và nốt đô thăng. Mình lấy những cái nốt trong giai điệu bài để tạo câu intro. Rất mong tất cả các anh chị và các bạn có chung niềm đam mê, xin mời ghé shop đàn Bolero Dễ Học để cùng nhau giao lưu ca hát và lựa đàn. Cảm thấy cây nào vừa tay ưng ý và âm thanh hay thì mua ủng hộ giúp mình nha. Cái hợp âm rê thứ thì nó có nốt si và nốt át âm nó là đô thăng, tức là rê dáng và đô thăng là một cái nốt được phép gọi hai tên, nhưng mà thường người ta sẽ gọi nó là rê dáng, rồi đô thăng cũng được. Bất kỳ một cái hợp âm chủ nào ta giật về nửa cung thì nó gọi là cái nốt át âm, thì nó gọi dáng của cái nốt chủ đó. Rê thứ thì dáng, nó là rê dáng hoặc là đô thăng. Câu intro 8 nhịp thì có thể ta dậm thêm Fa mi si la re do mi re. Chúc cả nhà luôn vui khỏe và đạt thành công câu intro đơn giản. Hẹn cả nhà clip sau nhé.